của em. Em quay em đưa lên Facebook luôn. Mãi mặt anh để đưa lên Facebook luôn. Nha. Đây là cái vụ việc mà công an đang đánh người dân ở thế nào đây? Nè. Đây cái mặt thằng này, chính cái mặt thằng này là người đánh đầu tiên. Các bạn bình tĩnh thôi. Đây. Em quay. Mày quay em. Đấy cho biết mày có đặng như nhau. Nha. Tại sao như thế? Đem công an đánh dân đây. Bà con ơi, nó bắt đây. Tao nói cho mày nha, mày bán nước đéo lên phần cho mày nha. Thì không kịp. Rồi mày mặc kệ. Cứu chúng tôi rồi. Chúng nó bắt người đi đợi đi chồng giác đâu rồi. Đó dân ra. Mấy người lên, đéo cho con gái đi đó. Bảo con người sẽ bảo nhau thôi. Tất cả đi.